Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với chương trình tin tức xoài TV. Thưa quý vị, bản tin ngày hôm nay mới được cập nhật. Như chúng ta đã biết, sự kiện Quốc hội Việt Nam thông qua việc thành lập Bộ Tứ Việt Nam, thông lãnh toàn bộ quân đội Việt Nam đã làm dậy sóng người dân Việt Nam. Người dân thì vui mừng, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc thì y như đĩa gặp phải vôi khi thấy bộ tướng này ra đời. Một thông tin tình báo của Việt Nam mới nhất đưa tin rằng, Tập Cận Bình điên đảo bốn vị tướng Việt Nam trong Bộ Tướng Quốc này đều là những khắc tinh của Trung Quốc. Trong khi tướng Trương Giang Long nổi tiếng với những thông báo về lực lượng tình báo Hoa Nam Trung Quốc có mặt khắp các ban ngành của Việt Nam, thì tướng Lê Mã Lương nổi tiếng hơn rất nhiều với những tuyên bố đánh sập đập tam hiệp của Trung Quốc. Còn hai vị tướng đương đại là Bùi Cao Khánh và Phạm Văn Giang mới nổi tiếng hai năm trở lại đây. Thậm chí, Tướng Phan Văn Giang mới nội từ ngày ông nắm quyền bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong mấy ngày qua liên tục với những thông tin vui nhất khi tàu khu trục Việt Nam do Mỹ tặng đã lắm mưa làm gió trên Biển Đông. Chỉ có mấy ngày thôi đã có bốn con tàu Trung Quốc bốc cháy vì giảm đối đầu với tàu khu trục. Ban lãnh đạo Trung Quốc đại diện là ông Tập Cận Bình đã mất ăn mất ngủ khi hàng loạt sự kiện đau lòng đến với hại quân Trung Quốc tại bãi đá Ba Đầu. Hơn 300 tàu Trung Quốc đã phải rút chạy hoang loạn về đảo Hải Nam, những đoàn tàu của Việt Nam thừa thẳng sông lên, đâu đâu cũng thấy tiếng gieo hò như vỡ trận, vì Hải quân Việt Nam chưa bao giờ có sự vượt trội như thế. Được biết, vào ngày hôm qua, từ trụ tường quốc đã có buổi diễu hành trên vùng biển Trường Sa, sau đó đến bãi đá Ba Đầu. Đây là chuyến đi lịch sử bởi có sự góp mặt của Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam. Và các sĩ quan Hải quân Mỹ, theo nhiều nguồn tin khác nhau, Bộ Tứ Trung Quốc đã có bữa ăn cơm trưa với các chiến sĩ hải quân Việt Nam. Ở đảo Trường Sa lớn, những hình ảnh này sau đó đã tràn ngập ở trên mạng xã hội TikTok của Trung Quốc. Người dân Trung Quốc cũng không ngờ có một ngày như hôm nay. Hải quân Việt Nam dám dương oai diều võ ở Biển Đông, trong khi ấy kế hoạch của Bộ Tứ Tướng Quốc là trong năm nay sẽ thu hồi bãi đảo nhân tạo mà Trung Quốc đã xây dựng trái phép trên phần lãnh hải của Việt Nam. Nếu Trung Quốc không từ nguyện, trao trả thì chắc chắn sẽ có một cuộc chiến xảy ra. Kính thưa quý khán thính giả, trong những ngày vừa qua, người dân trong và ngoài nước liên tục nhận được tin mừng khi ban tử trụ mới bổ nhiệm. Thường tướng Phan Văn Giang giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thay thế người tiền nhiệm Đại tướng Ngô Xuân Lịch. Việt Nam đã làm phật ý các nhà lãnh đạo tại Bắc Kinh, người đứng đầu là Chủ tịch Tập Cận Bình, đã cực liệt phản đối Việt Nam, tiếp nhận 17 tàu khu trục và 8 tàu ngầm, hạt nhân mệnh danh là ngày tần thế. Những loại vũ khí hiện đại nhất được trang bị trên các tàu mới đã sử dụng, sức hủy diệt có các căn cứ bí mật của Trung Quốc đại lục. Ông Tập đã ra lệnh và ở trên ngoại giao để phản đối Việt Nam. Vẫn chưa yên tâm, ông còn trực tiếp điện thoại vào đường dây nóng đòi gặp bằng được, ban tử chủ để phản đối. Nhưng vì sự hờ hững của ban tử trụ mới đối với ông Tập, cảm nhận thấy sự rõ không hợp tác và ngay theo như bộ tứ trước đây khiến ông đòi tử trụ sắp xếp thời gian tiếp ông tại Hà Nội. Thưa quý vị, ông trời giúp Việt Nam vô tình phát hiện âm mưu đáng sợ của Trung Quốc ở Trường Sa, Nga Mỹ đồng loạt cảnh báo. Trung Quốc muốn xây dựng các đảo nhân tạo tại Gạc Ma và đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhằm thiết lập vùng xác định phòng không trên Biển Đông, đá chữ thập pháo đài mới của Trung Quốc ở Biển Đông. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn lời các chuyên gia hàng hải và học giả Trung Quốc cho biết, Trung Quốc đang có kế hoạch xây dựng các đảo nhân tạo lớn ở đá chữ thập của quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Theo bài viết kể trên, Trung Quốc muốn mở rộng đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa để có thể xây dựng một căn cứ quân sự với đầy đủ, sân bay và cầu cảng, nhằm có thể dễ dàng triển khai sức mạnh quân sự ở Biển Đông. Giá trị chiến lược của căn cứ này tương đương với tàu sân bay, tổng chi phí cho dự án lên đến 5 tỷ USD và cần 10 năm để hoàn thành. Chuyên gia Vasily Kashin từ Trung tâm Phân tích Chiến lược Nga cho biết, có thể Bắc Kinh sẽ bắt tay thực hiện Dự án này bởi vì nó có triển vọng đầy hứa hẹn về mặt quân sự chiến lược, kích thước của căn cứ cho phép triển khai ở đây, các đơn vị lực lượng vũ trang để bảo vệ đảo nhân tạo, chẳng hạn như hệ thống tên lửa phòng không, HQ-9 hoặc thậm chí S-400, hệ thống tên lửa hành trình chống tàu EZ-62 cũng như những hệ thống tên lửa mạnh hơn. Trên đảo nhân tạo cũng có thể bố trí đội máy bay trực thăng vận tải, các tàu đồ bộ và tàu đệm phí. Điều đó sẽ cung cấp cho Trung Quốc một lợi thế rất lớn để có những bước đi cần thiết nhằm khẳng định chính sách yêu sách đường chín đoạn đá chữ thập nằm trong quần đảo trường sa thuộc chủ quyền việt nam philippines và trung quốc cũng tuyên bố chủ quyền với khu vực này vì vậy dự án xây dựng quân sự ở đó sẽ gây ra phản ứng hết sức tiêu cực từ phía cộng đồng quốc tế cũng như đi ngược lại tinh thần tuyên bố về ứng xử các bên ở biển đông về phần mình mỹ cũng không muốn nhượng bộ và không cho phép trung quốc làm suy yếu vị thế của mỹ tại đông á dù về mặt thủy lực dự án này có triển vọng đầy hứa hẹn, nhưng trong triển vọng ngắn hạn, coi chú ý tới tiêu chuẩn pháp luật quốc tế, việc xây dựng đảo nhân tạo trong khu vực tranh chấp có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng trong lĩnh vực ngoại giao. Một số nguồn tin thân cận ở Trung Quốc cho biết, hiện đề án xây dựng bãi đá ngầm đã chữ thập đã được trình lên lãnh đạo Trung Quốc, chờ thông qua và sẽ được khởi công, thực hiện ngay sau khi công cuộc xây dựng ở Gạc Ma hoàn thành. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng cũng dẫn lời giáo sư Jin kang chuyên về quan hệ quốc tế tại Đại học Trang ở Bắc Kinh đưa tin, Trung Quốc sẽ quyết định việc tiến hành xây dựng đạo nhân tạo tại đá chữ thập dựa trên tiến độ cải tạo đất tại đá Gạc Ma. Giàn quan Hải Dương 981 một chỉ là nghi binh cho Gạc Ma. Một số nhà quan sát cho rằng, Việc Trung Quốc cố tình đẩy căng thẳng xung quanh giàn khoan Hải Dương 981 đang hạ đặt trái phép trong vùng biển chủ quyền của Việt Nam chỉ là đòn nghi binh nhằm tiến hành các hoạt động xây dựng trên bãi đá ngầm Gạc Ma thuộc cùng đảo sinh tồn ở Trường Sa. Theo tính toán của các nhà chiến lược biển Trung Quốc, đèo Gạc Ma khi được xây dựng trở thành căn cứ hải quân lớn nằm ngay tại Ít Hầu Biển Đông sẽ nhân thêm sức mạnh cho hải quân Trung Quốc và chặn đường ra biển của Việt Nam cũng như giúp Trung Quốc khẳng định yêu sách đường chiến đoạn. Bằng cách xây dựng những hòn đảo, Trung Quốc đang tìm cách tăng cường giá trị cho những yêu sách về lãnh thổ của mình. Nhà khoa học chính trị tại Viện Công nghiệp Moscow Church, M. Taylor Trevor cho hay, theo thông tin đăng trên tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, Bắc Kinh đang biển bãi đá ngầm gạc ma. Thành một đảo nhân tạo khổng lồ có cả sân bay, càng biển cho tàu quân sự và dân sự, khu vực dân cư và du lịch. Trung Quốc đang tiến hành hút cát cải tạo đất nhằm đưa gạc ma trở thành căn cứ nội, quy mô lớn ở Biển Đông với diện tích 30 hecta và có thể đón các tàu tài trọng lên tới 5.000 tấn. Một khi được hoàn thành, đây sẽ là nơi để Bắc Kinh phô diễn sức mạnh quân sự nhằm uy hiếp cả Philippines và Việt Nam ở quần đảo Trường Sa. Giáo sư Jin Kang Jong trả lời phỏng vấn tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng cho rằng các đảo nhân tạo mà Trung Quốc định xây dựng trái phép ở Trường Sa có thể được dùng để thực thi cái gọi là vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông. Thật vậy với sân bay ở đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa cùng sân bay trên đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Tra đi vào hoạt động trong khi một sân bay khác được xây dựng ở đảo Đá Chữ Thập, Bắc Kinh sẽ có chuỗi sân bay ở hai đầu đông tây của Biển Đông, cơ sở thiết yếu cho việc thành lập vùng nhận dạng phòng không bao trùm vùng biển này. Trước đó, khi vùng nhận dạng phòng không lần đầu tiên được Trung Quốc tuyên bố ở Biển Hoa Đông vào tháng 12 năm 2013, nước này cho biết sẽ thiết lập thêm vùng nhận dạng phòng không trong tương lai khi điều kiện cho phép. Kịch bản xấu mang tên Trung Quốc trên Biển Đông nhận xét về kế hoạch xây dựng đảo nhân tạo trái phép của Trung Quốc. Giáo sư Khan Tio của Đại học New South Wales cho hay, các hành động của Trung Quốc thay đổi hiện trạng quần đảo Trường Sa và sẽ chỉ làm căng thẳng thêm tình hình. Trao đổi với kiến thức thạc sĩ luật Hoàng Việt, một nhà nghiên cứu lâu năm về Biển Đông nhận định, các hành động của Trung Quốc đã phá vỡ nguyên trạng và chỉ dẫn đến các kịch bản xấu. Không chỉ phá vỡ nguyên trạng, việc xây dựng đường băng ở bãi Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa và xây dựng đảo nhân tạo gần đó còn dẫn đến các kịch bản xấu. Kịch bản thứ nhất là tất cả các quốc gia trong tranh chấp sẽ cũng làm tương tự như Trung Quốc. Kịch bản thứ hai là có thể Trung Quốc sẽ lặp lại hành động đưa giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam từ gần quần đảo Hoàng Sa chuyển sang khu vực quần đảo Trường Sa, nếu việc này xảy ra, sự đụng độ đồ trên quần đảo Trường Sa sẽ rất căng thẳng, điều đó dẫn đến đe dọa lớn cho hòa bình an ninh khu vực cũng như toàn bộ châu Á. Theo luật sư Hoàng Việt, nếu Trung Quốc xây đường băng, xây một đảo nhân tạo lớn thì có nguy cơ họ sẽ xây dựng căn cứ quân sự trên đảo Gạc Ma. Nếu Trung Quốc có căn cứ quân sự cùng với sự tham lam, vô độ vốn có của họ, thì chắc chắn việc này sẽ gây ra nhiều vấn đề tiềm ẩn, trong đó có cuộc chạy đua vũ trang, gây căng thẳng leo thang trong khu vực quần đảo Trường Sa. Nếu Trung Quốc thực sự xây dựng một căn cứ quân sự tại đây, thì điều này có nghĩa là Trung Quốc đang thực hiện việc chinh phục chuỗi đạo thứ nhất để vươn ra Thái Bình Dương. Tôi nghĩ về lâu về dài, họ sẽ làm vì mục tiêu của họ là chiếm được vùng Biển Đông, tức kế hoạch nước sâu của họ đưa ra từ năm 1982, thời ông Lưu Hoa Thanh, theo kế hoạch này, họ phải vươn từ chuỗi đảo thứ nhất rồi sang chuỗi đảo thứ hai và từ chuỗi đảo thứ hai họ vươn ra ấn độ dương và thái bình dương, đe dọa vị trí của mỹ. Luật sư Hoàng Việt nói. Trước đó, trao đổi bên lề sau cuộc họp báo về tình hình biển đông do hội luật gia tổ chức tại hà nội, luật sư Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ cho rằng việc trung quốc xây dựng sân bay ở gạc ma rất nguy hiểm vì vị trí quan trọng của bãi đá này. Việc trung quốc muốn xây dựng đường băng trên bãi gạc ma có thể nằm trong một chiến lược lâu dài, thực hiện giấc mộng trở thành một cường quốc biển trong tương lai. Đây là đường đi ra của Trung Quốc từ căn cứ Hải Nam xuống Hoàng Sa, rồi xuống sâu dưới Trường Sa. Trung Quốc đã tính một lối ra để thực hiện giấc mộng Trung Hoa, cường quốc biển cường quốc đại dương. Theo kế hoạch trên, chuỗi đảo thứ nhất mà Trung Quốc muốn vượt qua kéo dài từ Hàn Quốc đến Philippines, tức là bao gồm khu vực Biển Đông, chuỗi đảo thứ hai kéo dài từ đảo Honshu của Nhật, đi qua quần đảo Ogasawara, quần đảo Mariana và quần đảo Palau. Trong hệ thống Mastix-Thái Bình Dương do chuỗi đạo hợp thành, Nhật Bản và Hàn Quốc là trung tâm của Mastix. Đây cũng là những đồng minh quan trọng của Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đội đốc Lưu Hoa Thanh của Trung Quốc từ năm 1982 đã đề xuất Trung Quốc cần kiểm soát chuỗi đạo thứ nhất và thứ hai vào năm 2010-2020. Hải quân Trung Quốc cần sẵn sàng đón nhận những thách thức của quân đội Mỹ tại Tây Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương vào năm 2040 và Biển Hoa Đông sẽ trở thành sơn sau của Hải quân, quân đội nhân dân Trung Quốc trong thời gian không xa. Quân đội Đài Loan nổi điên đốt tàu của Trung Quốc ở Biển Đông để giàn mặt tập cân bình. Kính thưa quý vị, từng chừng những ngày tháng phải gồng mình với đại dịch thì Trung Quốc sẽ gác lại những kiểm khích và những vụ đồng đồ này lựa để cho các nước trên thế giới yên tâm đối phó với đại dịch và sẽ hy vọng mang lại hòa bình trên khắp hành tinh này. Nhưng hình như Bắc Kinh không muốn điều này xảy ra. Bằng chứng là trong những ngày đầu năm 2021, Trung Quốc đã đi gây hấn với rất nhiều nước trên thế giới, trong đó có Indonesia khi cho rất nhiều tàu xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia. Và trong sáng hôm nay, Trung Quốc đã tiếp tục điều tàu chở theo máy bay và một số tàu chiến mang theo tên lửa và vũ khí sát thương tiến vào eo biển Đài Loan. Được biết, ngay trong lúc đất nước phải gồng mình chống lại đại dịch, ngay lập tức người đứng đầu quân đội Đài Loan đã phát lệnh sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng nội súng và cho phóng hỏa thiêu đốt tàu của phía Trung Quốc. Diễn biến như thế nào xin mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe những thông tin sau đây. Thưa quý vị, theo một tờ báo chính thống tại Mỹ đã đưa tin, cho biết cách đây mấy hôm, tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc đã áp đảo, áp sát đảo Đài Loan và chính quyền Tổng thống Joe Biden đã lên tiếng cảnh báo Bộ Ngoại giao của Mỹ. Đã lên tiếng yêu cầu Trung Quốc không tái diễn các hành động đe dọa Đài Loan giữa lúc vùng lãnh thổ này chuẩn bị cho các cuộc bầu cử quan trọng. Bộ Ngoại giao Mỹ đã nêu rõ một thông cáo mới đây rằng Chúng tôi yêu cầu phía Trung Quốc kiềm chế cầm tiến hành những hành động đe dọa có thể làm tổn hại đến an ninh hệ thống kinh tế và xã hội của người dân Đài Bắc. Tuyên bố được đưa ra chỉ sau một ngày sau khi tàu sân bay Trân Đông Tàu sân bay được cho là ở phía Trung Quốc đi ăn cắp bản quyền của Nga. Theo các nhà quan sát cho biết động thái đưa được tàu sân bay đến eo biển Đài Loan không chỉ là một hành động phô trương sức mạnh với cả Đài Bắc mà còn là một thông điệp cứng rắn gửi đến Washington. Vì thế, tổng thống Joe Biden khuyến kích hải quân không quân và quân đội Đài Loan sẵn sàng bắn phá và đốt cháy con tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc. Nếu như Bắc Kinh có những hành động ngang ngược xâm phạm nghiêm trọng đến vùng lãnh hải, vùng lãnh thổ của Đài Bắc và uy hiếp đến chính quyền, tổng thống của nước Mỹ có trách nhiệm trong việc đảm bảo hòa bình và ổn định giữa hai bờ eo biển của Đài Loan. Đài Bắc là một đối tác tin cậy của Washington, một mô hình dân chủ kiểu mẫu trên thế giới. Bộ ngoại giao của Mỹ khẳng định đồng thời kêu gọi phía Đài Loan có những hành động cứng rắn và sẵn sàng đáp trả nếu như bên phía Trung Quốc manh động. Thưa quý vị, đây không phải là lần đầu tiên tàu sân bay cũng như các tàu chiến của phía Trung Quốc đi qua eo biển Đài Loan để uy hiếp tổng thống, tuy nhiên Động thái lần này diễn ra chỉ hai tuần trước cuộc bầu cử cực kỳ quan trọng. Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và đã rất nhiều lần cảnh báo lên tiếng mạnh mẽ khi Mỹ đưa các tàu sân bay qua eo biển Đài Loan để qua lại với Trung Quốc. Không có quan hệ chính thức với Đài Loan, nhưng duy trì việc Mỹ-Đài Loan với các hoạt động như một đại sứ quán. Trên thực tế, vào hồi năm ngoái, sự việc chung của ông Tập Cận Bình đã kêu gọi Đài Loan về với cả đại lục theo mô hình hai chế độ đảm bảo các quyền tự do dân chủ của người dân Đài Loan, lập luận rằng người Trung Quốc không nên đánh người Trung Quốc. Lời kêu gọi này sau đó đã bị nhà lãnh đạo Đài Loan bà Thái Anh Văn bác bỏ. Quan hệ giữa Trung Quốc và Đài Loan trở nên căng thẳng. Đồng thời bà Thái Anh Văn thuộc Đảng Dân Chủ Tiến Bộ thì chắc chắn xung đột giữa Trung Quốc và Đài Loan còn căng thẳng leo thang hơn rất nhiều. Thưa quý vị, theo tờ báo Tokyo Nhật Bản cho biết, lãnh đạo Đài Loan đã từ chối thống nhất theo mô hình của Hồng Kông. Lãnh đạo bà Thái Em Văn cho biết đảo này không chấp nhận hệ thống chính trị một quốc gia hai chế độ mà phía chính quyền ông Tập Quyền Bình đã đề xuất. Cho rằng thỏa thuận này đã thất bại ở Hồng Kông, người dân của Hồng Kông cho chúng tôi thấy rằng một quốc gia hai chế độ chắc chắn rằng không khả thi. Bà nói rằng vừa qua Hồng Kông đã liên tục xảy ra các cuộc biểu tình và chúng tôi không muốn liên quan đến thỏa thuận chính trị và quyền tự do nhất định. Thuộc địa cũ của Anh sau khi trở lại cho phía Trung Quốc vào năm 1997, dưới một quốc gia và hai chế độ tình hình tiếp tục xấu đi ở Hồng Kông uy tín của một quốc gia hai chế độ bị vấy bẩn bởi sự lạm quyền của chính quyền Trung Quốc bài phát biểu mừng năm mới của bà Thái Anh Văn cũng nói rằng chính quyền của bà sẽ xây dựng cơ chế bảo vệ các quyền hiện có của người dân Đài Loan trong khi Bắc Kinh tăng áp lực lên đảo từ Trì này nghị viện của Đài Bắc đã thông qua luật chống xâm nhập và hôm qua để chống lại các mối đe dọa từ phía Bắc Kinh làm căng thẳng thêm mối quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc. Bà Thái cho biết việc trao đổi xuyên qua eo biển của Đài Loan sẽ không bị ảnh hưởng. Chính quyền của ông Tập Quân Bình tuyên bố Đài Bắc là lãnh thổ của mình và không loại trừ nhiều khả năng vẫn sử dụng vũ lực để lấy lại quyền kiểm soát nếu như cần thiết. Đài Loan cũng đã lo ngại rằng Bắc Kinh sẽ can thiệp vào cuộc bầu cử sắp tới và chắc chắn rằng các cuộc đụng độ này lựa sẽ xảy ra trong một vài tuần tới. Và chính quyền bà Thái Anh Văn khẳng định sẽ sẵn sàng đốt cháy tàu sân bay của Trung Quốc nếu như Bắc Kinh vượt qua giới hạn cho phép. Thưa quý vị, tiếp theo sau đây là một tin rất mới mà chúng tôi vừa nhận được vào dạng sáng sớm ngày hôm nay. Tin này được cho là có rất nhiều bạn đọc quan tâm. Giới chức quân sự của các nước trên thế giới cũng đang theo dõi sát sao thông tin này. Đó là vào dạng sáng ngày hôm nay một chiếc máy bay quân sự chứa các tướng lĩnh quan trọng của Đài Loan đã gặp nạn và chiếc máy bay quân sự này phải hạ cánh khẩn cấp. Nhưng điều đáng lo ngại là vị tướng tư lệnh không quân hiện là Tổng tham mưu trưởng quân đội vùng lãnh hải của Đài Loan vị tướng đã bị mất tích sau khi chiếc máy bay nở trên đã hạ cánh khẩn cấp. Và theo một số nguồn tin đáng tin cậy cho biết, khả năng cao của việc nói trên có liên quan đến tình báo của Trung Quốc. Và theo giới quan sát nhận định rằng nếu như vụ việc trên có sự nhúng tay từ chính quyền của Tập Cận Bình, thì chắc chắn Đài Loan sẽ sử dụng các tên lửa hiện đại của Mỹ cung cấp để bắn phía Bắc Kinh và nhiều khả năng. Một đến hai ngày tới, phía Bắc Kinh sẽ phải hứng chịu những đòn trả đũa cực mạnh từ phía chính quyền bà Thái Anh Văn. Theo tờ báo của đài Bắc đưa tin, trong suốt thời gian vừa qua tình hình chiến sự giữa Đài Loan và Trung Quốc hết sức căng thẳng, thì nay nó trở nên khủng khiếp hơn khi ngày sáng ngày hôm nay một chiếc máy bay trực thăng quân đội của Đài Loan mang nhãn hiệu BH60M đã gặp nạn. Nguyên nhân ban đầu được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đài Loan gấp rút điều tra. Nhưng có một vài tin đồn đoán rằng nhiều khả năng có sự nhúng tay từ phía Trung Quốc và nếu như sự thật đúng như vậy thì phía Bắc Kinh sắp tới sẽ phải hứng chịu đoàn trả đũa cực mạnh từ chính quyền tổng thống bà Thái Anh Văn. Được biết trước máy bay quân sự nở trên rời sân bay Tùng Sơn của Đài Bắc vào lúc 7 giờ 30 để kiểm tra xung quanh quần đảo của Đài Loan. Tuy nhiên lúc 8 giờ 07 chiếc trực thăng này đã đột nhiên phải hạ cánh cấp tốc. Việc tiếp xúc hiện trường tại vị trí máy bay gặp nạn đang bị cản trở bởi địa hình nguy hiểm. Ở đây nên các cơ quan chức năng của Đài Loan chưa xác định được nguyên nhân ban đầu. Theo như các chuyên gia quân sự trên thế giới phong đoán rằng, có sự can thiệp của nước ngoài mà ở đây không ai khác chính là Trung Quốc. Hiện các giới chức chính trị mà quân sự truyền thông trên thế giới đang đổ dồn sự quan tâm đến vụ việc này vì cho rằng bằng nhiều cách khác nhau từ đe dọa quân sự, cô lập ngoại giao cho đến phát tán thông tin sai sự thật. Theo các giới quan sát cho biết, tình hình căng thẳng giữa Đài Loan và Trung Quốc ngày càng gia tăng mà phía Trung Quốc đang muốn nhúng tay vào cả và muốn can thiệp sâu vào nội bộ của phía Đài Loan bởi vì phía Trung Quốc muốn loại bà Thái Anh Văn ra khỏi bộ máy. Lý do là bà Thái Anh Văn không nghe theo những chỉ dẫn của người Trung Quốc. Chính quyền ông Tập muốn sắp nhập Đài Loan trở thành Trung Quốc đại lục, giống như Bắc Kinh đã từng làm với Hồng Kông. Nhưng bà Thái Anh Văn thì liên tục thực hiện phản đối chính sách của ông Tập. Nguyên nhân vì sao trong suốt thời gian vừa qua xung đột căng thẳng liên tục xảy ra giữa Bắc Kinh và Đài Bắc đã diễn ra và chắc chắn một vài ngày tới cũng như những tuần tới, tình hình căng thẳng giữa Đài Bắc và Trung Quốc còn xảy ra rất nhiều và các thông tin liên quan tới cuộc bầu cử của Đài Loan cũng như tình hình chính trị giữa Trung Quốc và Đài Bắc, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị trong thời gian sớm nhất. Tiếp theo một thông tin để gửi tới quý vị, hàng không mẫu hạm Mỹ đến Biển Đông và Hoa Đông, Trung Quốc tập trận gần Đài Loan. Từ Chủ nhật ngày 14 tháng 4 năm 2021, nhóm tàu tác chiến Mỹ do hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt dẫn đầu đã đi vào vào eo biển Malacca, trong khi khu trục hàm tiên lửa dẫn đường USS đang hoạt động trên biển Hoa Đông. Tối hôm qua ngày 29 tháng 4, Trung Quốc thông báo tàu sân bay Niu Ninh đang bắt đầu tập trận gần Đài Loan. Tờ Sud China Morning Post dẫn nguồn tin của tổ chức Sud China Sea Tracking Situation Probing Initiative sáng kiến điều tra tình hình chiến lược miền Đông, trụ sở tại Bắc Kinh. Dựa vào dữ liệu vệ tinh cho biết các hoạt động của Hải quân Mỹ, trong khi đó Reuters đưa tin tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc hôm nay bắt đầu tập trận gần Đài Loan. Hải quân Trung Quốc tối qua tuyên bố việc tập trận sẽ trở nên thường xuyên. Hành động này đánh dấu một sự leo thang mới của Bắc Kinh khi trong cùng ngày Bộ Trung Quốc phòng Đài Loan tố cáo 10 phi cơ Trung Quốc xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Việc các tàu sân bay Mỹ và Trung Quốc hiện diện cùng lúc ở Ấn Độ Thái Bình Dương cho thấy nguy cơ xung đột tăng cao. Vào lúc Bắc Kinh ngày càng mạnh mẽ xác quyết chủ quyền, còn Washington nỗ lực kiềm chế Trung Quốc. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Bắc Kinh và Manila về việc hơn 200 tàu Trung Quốc đang tập trung ở đá Ba Đầu, thuộc cụm sinh tồn của quần đảo Trường Sa mà Việt Nam cũng đòi chủ quyền. Bộ Ngoại giao Philippines hôm qua tố cáo việc Bắc Kinh biện minh các tàu này vào trú vì thời tiết xấu là một sự dối trá trắng trộn. Bác bỏ lập luận đây là ngư trường truyền thống của Trung Quốc và đòi Bắc Kinh phải cấp rút lập tức đội tàu. Manila đồng thời cho biết cứ mỗi ngày trì hoãn, Philippines đều sẽ gửi công hàm phản đối. Tuần trước, Hoa Kỳ cũng đã tiến hành một loạt cuộc tập trận với các đồng minh trong khu vực, với Nhật Bản tại Biển Hoa Đông, với Úc ở Đông Thái Bình Dương và với Ấn Độ trên Ấn Độ Dương. Giáo sư Ben Chor ở Úc nhận định rằng việc hàng không mẫu hàm Mỹ đến Biển Đông là nhằm chống lại yêu sách quá đáng của Trung Quốc tại vùng biển này, đồng thời chứng tỏ với các đồng minh như Philippines về sự khả tín của Washington. Còn việc chiếc Lưu Ninh đi qua Biển Đông là nhằm phô trương năng lực của tàu sân bay Trung Quốc dù chưa hoàn chỉnh. Nhà nghiên cứu Colin Coe ở Singapore cho rằng, Washington đang phát đi tín hiệu về việc cam kết duy trì sự hiện diện quân sự trong khu vực, ngăn cản mọi hoạt động táo bạo của Trung Quốc ở đá Ba Đầu. Các nhà quan sát đang lo ngại, Bắc Kinh tìm cách chiếm đạo San hô này, như đã chiếm bãi cạn Scarborough của Philippines trước đây. Chiến hạm Việt Nam tập trận ở Trường Sa Trong bối cảnh chiến hạm các nước hiện diện đông đảo ở trên Biển Đông, Báo chí trong nước đưa tin tàu hồ vệ quang trung của Việt Nam cũng đang diễn tập các tình huống chiến đấu, phối hợp với trực thăng săn tàu ngầm ở quân đảo Trường Sa. Theo VTV, tàu hồ vệ tên lửa quang trung là loại tàu chiến có chức năng tàng hình, vừa săn tàu ngầm vừa chống được các loại tàu chiến mặt nước, được trang bị nhiều vũ khí tối tân. Tàu quang trung thuộc lớp ghi Bắc do Nga sản xuất, được lữ đoàn 162 Hải quân Việt Nam sử dụng từ năm 2018. Biển Đông lãnh đạo quốc phòng Mỹ và Philippines hội ý về tàu dân quân Trung Quốc. Bộ trưởng quốc phòng Mỹ và đồng nhiệm Philippines vào hôm qua đã thảo luận với nhau qua điện thoại về tình hình Biển Đông và các hoạt động gần đây của tàu dân quân biển Trung Quốc đã tràn ngập vùng đá ba đầu ở khu vực Trường Sa. Theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby, trong cuộc điện đàm Bộ Quốc phòng Mỹ, Lloyd Austin đã đề xuất với đồng nhiệm Danfin Lorenzana một biện pháp để tăng cường hợp tác quốc phòng và trong đó có việc tăng cường năng lực nhận thức về các mối đe dọa dạ ở Biển Đông. Manila trong nhiều tuần lễ nay đã liên tục lên tiếng báo động về vụ hàng trăm chiếc tàu Trung Quốc tràn đến neo đậu tại vùng đá Ba Đầu ở Trường Sa, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, trước khi một số tọa ra nhiều nơi khác trong khu vực. Theo chính quyền Philippines cũng như nhiều nhà phân tích, đó là những chiếc tàu của lực lượng dân quân biển Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh đã phản bác cho thấy đó chỉ là tàu đánh cá của họ đi tìm nơi tránh bão. Theo hãng tin Mỹ AP, nhóm phát ngôn viên Lầu Năm Góc cũng xác nhận trở lại việc tàu sân bay USS Theodore Roosevelt cùng nhóm tác chiến kèm theo cũng như tàu đồ bộ USS Makin Island đang hoạt động ở Biển Đông. Việc tàu Trung Quốc tập trung gần đây trong vùng biển Philippines đã bị Washington tố cáo là hành vi đe dọa các nước nhỏ hơn trong khu vực. Cuộc đền đàm giữa hai bộ trưởng quốc phòng Mỹ Philippines cũng diễn ra trong bối cảnh có tin cho biết là hai chiến hạm Trung Quốc có vũ trang đã đuổi theo một tàu dân sự chở nhà báo Philippines nếu được xác minh thì đây là một hành động leo thang rõ nét vì là lần đầu tiên Bắc Kinh cho tàu hải quân đối phó với tàu dân sự theo hãng tin Mỹ Bloomberg vụ việc đang trong vòng điều tra nhưng Bắc Kinh đã khẳng định rằng tàu của họ hoạt động bình thường và hợp pháp và chính phủ Trung Quốc có duy trì liên lạc chặt chẽ với Philippines.